Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Harry và Meghan giống đang đóng hài kịch lãng mạn. Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, Harry và Meghan như đang diễn hai vai chính trong một bộ phim hoặc vở hài lãng mạn kể từ khi chuyển đến sống tại Los Angeles. Trong vài ngày qua, nhà sử sách đã nhiều lần lộ diện công khai kể từ lúc rút khỏi thành viên cao cấp của hoàng gia để xây dựng cuộc sống mới tại Mỹ. Họ đã hai lần tham gia phát thức ăn từ thiện của tổ chức Project Anchor Foods cho những người mắc bệnh hiểm nghèo giữa COVID-19, cũng như bịt kín mặt dắt chó đi dạo trên đường phố Los Angeles trong tuần này. Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judy James nhận xét, cặp vợ chồng này như sống trong bầu không khí của rom-com. Hiện tại, họ đã rời khỏi tổ ấm hoàng gia và trở thành nữ diễn viên xinh đẹp cùng hoàng tử bí ẩn làm việc thiện ở Mỹ thay vì dự sự kiện chính thức tại Anh. Cả hai lần đi đưa thực phẩm cho những người khó khăn, vợ chồng công tước xứ sở sách đều ăn mặc giản dị. Các nguồn tin thân cận với họ tiết lộ Meghan muốn Harry nhìn thành phố quê hương của cô qua con mắt của lòng từ thiện. Tuy nhiên, họ lại sử dụng xe sang và có vệ sĩ kèm theo trong những lần thiện nguyện này. Lần đầu, Harry và Meghan đi chiếc SUV sang trọng của Porsche và lần thứ hai là chiếc xe Cadillac XT5. Judy James phân tích, cảm giác phong thái và trang phục của Meghan đều toát lên vẻ nhẹ nhõm. Những bộ đồ cô ấy mặc và cả giày đều đã cũ, cô ấy trông như một phụ nữ mới lấy lại được tự do. Những cử chỉ và biểu hiện của cô ấy với Harry ở Mỹ là những động tác đặc trưng mà chúng ta đã thấy ở Anh, cho thấy sự pha trộn giữa vỗ về yêu thương với xu hướng lãnh đạo bề trên. Cô ấy đặt tay lên lưng anh ấy khi anh ấy lấy đồ từ phía sau xe và cô ấy dường như rất muốn xúi giục Harry nắm tay khi đi cùng bằng cách chủ động nắm lấy cổ tay anh ấy. Ở đây, Harry trông vẫn như mối quan tâm chính của cô ấy. Mặc dù khuôn mặt của họ bị giấu dưới khẩu trang, khăn bịt mặt, nhưng cô ấy vẫn thường liếc nhìn chồng để kiểm tra ánh mắt của anh ấy. Và biểu cảm của cô ấy dịu lại như thể đang cười. Tuy chiếc khẩu trang che hết nụ cười, nhưng những sải bước thoải mái của cô ấy cho thấy cô ấy rất thích trở lại cuộc sống ở Mỹ. Cô ấy là người dẫn đầu khi họ chọn nhà để đến thăm, nắm chặt tờ địa chỉ trong tay và thường đi phía trước. Còn tâm trạng của Harry khó hiểu hơn, lồng ngực căng ra, hai cánh tay gồng lên khi bước đi cho thấy anh ấy tự tin và nhiệt tình. Nhưng nhìn chung, anh ấy vẫn giống như một người đàn ông đang được vợ dắt. Biểu cảm mắt của anh ấy đôi khi có vẻ cảnh giác. Đầu anh ấy thường cúi xuống và Meghan như đang động viên cũng như hỗ trợ cho Harry. Anh ấy trông kém tích cực hơn khi thể hiện sự gần gũi cơ thể với vợ ở Mỹ và có thể là anh ấy biết về các tài sản ảnh và ít thân thiện với họ hơn vợ mình. Nhà sử sách chuyển từ Canada đến Mỹ hồi cuối tháng 3. Họ dành gần nửa tháng im hơi lặng tiếng để ổn định cuộc sống ở Mỹ trước khi bắt tay vào thực hiện các dự định. Hôm 6 tháng 4, cả hai ra mắt quỹ từ thiện mới lấy cảm hứng từ tên con trai, Andrewell. Tới 15 tháng 4, vợ chồng công tước xứ sử sách trích 120.000 USD, một phần lợi nhuận từ việc phát sóng đám cưới của họ năm 2018, để chuyển tới tổ chức Feeding Britain, với mong muốn giúp đỡ trẻ em Anh vượt qua thời kỳ khó khăn do dịch bệnh. Cùng lúc đó, họ cũng bắt tay với tổ chức Project Anchor Food, trao thức ăn cho người cần giúp đỡ. Ngoài trực tiếp ra đường đi từ thiện, Harry và Meghan cũng gọi video cho các tổ chức từ thiện, bếp ăn cho các nạn nhân của trận hỏa hoạn tháp Grenfell. Theo truyền thông Anh, tất cả những hành động trên cho thấy Harry và Meghan dường như đang cố lấy lại hình ảnh sau lùm xùm rời hoàng gia. It doesn't even matter.